cưới tập thể, chương trình ý nghĩa do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức diễn ra cách đây không lâu. Với ý nghĩa mang lại niềm vui, hướng tới đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đây đó vang tiếng đàn, tiếng ca từng bừng chúc mừng tình ta. Hân hoan một đàn em bé. Chương trình đã qua, nhưng dư âm về một lễ cưới trọng đại đầy tính nhân văn vẫn còn đọng lại trong mỗi cá nhân được chứng kiến lễ cưới hôm đó. Chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh và khoảnh khắc đáng nhớ của 200 cô dâu và chú rể mà nhóm thực hiện chương trình Thành phố hôm nay đã ghi lại. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Thưa quý vị, đây là 100 cặp đôi đến từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Họ có thể là công nhân của các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc là cán bộ đoàn hội có thành tích tốt trong lao động và có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hôm nay họ cùng về đây để tổ chức một lễ cưới trọng thể và vô cùng ấm cúng. Chúng ta hãy cùng chia sẻ cảm xúc của họ lúc này nhé. Xin chào bạn, có thể cho mình hỏi là bạn tên gì và hiện nay công tác tại đâu không? Dạ, em tên là Bùi Thị Mỹ Phương ạ. Em làm việc ở khu chế xuất Linh Trung ạ. Còn bạn? Em là Ngô Văn Hùng, cũng công tác cùng công ty bà xã em. Vậy thì có phải cùng làm chung một công ty cho nên hai bạn đã quen nhau và yêu nhau không? Dạ đúng ạ. Bao nhiêu năm thì các bạn quyết định kết hôn? Dạ có 8 năm ạ. 8 năm? Tại sao lại có một khoảng thời gian rất là dài như vậy? Dạ tại vì dự định là mấy năm đầu là tụi em chỉ là dự định để quen nhau và tìm hiểu thôi. Vậy sợ thời gian sau này thì xin phép hai bên gia đình á, thì hai bên gia đình đồng ý thì chúng em quyết định. Ngày hôm nay khi mà tham gia lễ cưới cùng với 99 cặp đôi khác thì cảm xúc của các bạn như thế nào? Rất là vui. Em thấy ai cũng đẹp đôi và ai cũng dễ thương hết trơn á, rất là vui. Đúng vậy. Dạ em cũng vậy, em cũng rất là vui và được hạnh phúc rất nhiều ạ. Sáng nay thì bạn có cảm thấy hài lòng với diện mạo của mình cũng như là với những gì mà ban tổ chức chuẩn bị cho các bạn không? Dạ có, em rất chi là hài lòng luôn và cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều ạ. Còn bạn thì thấy cô dâu của mình ngày hôm nay như thế nào? Em đẹp nhất đêm nay. Sáng nay chứ. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn sẽ hạnh phúc nhé. Có thể thấy là mỗi người họ có một câu chuyện khác nhau, nhưng mà ngày hôm nay tất cả mọi người đều rất vui và rất hạnh phúc. Và có lẽ không khí này tất cả quý vị khán giả cũng có thể cảm nhận được là họ đang cảm thấy vô cùng ấm lòng khi có tất cả mọi người bên cạnh nhau và có một đám cưới thực sự ấm cúng. Một đám cưới tập thể dành cho các cặp đôi 2014 thành công tốt đẹp. Chúc cho họ có một cuộc sống hạnh phúc bền chặt và luôn gặp nhiều điều tốt lành trong chuyến hành trình đặc biệt này.